Một ngày tôi đang ngồi ở bàn cuối, thì cô giáo thông báo có một bạn nữ vừa mới chuyển đến. Tôi cũng không quan tâm vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng bất ngờ cô lại xếp bạn ngồi kế bên tôi. Sau đó, hai chúng tôi làm quen với nhau. Sau một tuần làm quen, tôi cảm thấy bạn đó là một người hòa đồng và chính trực. Nhưng bất ngờ vào một ngày, bạn ấy nhắn tin và rủ tôi đi chơi. Tôi khá bất ngờ và không biết phải trả lời ra sao. Tôi hỏi những đứa bạn thân của tôi thì nó trả lời cứ nhận lời đi. Sang ngày hôm sau, vào một ngày trời khá đẹp, tôi qua nhà đón em. Hôm đó em mặc một bộ đồ rất đẹp, tuy không hở hang nhưng tỏa ra được nét quyến rũ của em. Trên suốt đường đi tôi cứ nhìn em ấy mãi. Em ấy phát hiện ra sau đó hỏi em trên mặt bạn ấy có dính gì à. Tôi liền trả lời không có gì, chỉ là hôm nay nhìn bạn đẹp quá nên mình nhìn thôi. Em cảm thấy mình đã nói hết nên liền quay mặt đi. Em ấy sau khi nghe lời khen của tôi liền mặt đỏ tía tai. Trên suốt đường đi hai đứa tôi người không nói với nhau một lời. Sau khi tới chỗ hẹn, đó là một quán cà phê, trước cửa quán có một cái tượng mèo rất đẹp. Em ấy nhờ tôi chụp hộ. Lúc em chụp, vì cứ ngắm em nên tôi không chụp được bức nào ra hồn. Sau khi thấy hình tôi chụp, em không chê những tấm hình đó nhưng vẫn không xóa đi. Giúp em hỏi sao không xóa thì em đáp dù gì đây cũng là lần đầu chúng ta đi chơi cùng nhau nên để lại làm kỷ niệm. Sau khi tôi nghe thấy câu nói đó, em đã có một chút cảm giác rung động trước cô gái này. Lúc hai đứa vào quán cà phê, mấy bạn nhân viên nghĩ bọn tôi là người yêu nên đã xếp cho bạn tôi ngồi ở một cái ghế đôi. Lúc tôi định lên tiếng nói với bạn nhân viên thì em ấy nắm góc áo tôi và nói không sao đâu, ngồi như vậy cũng được. Sau khi nghe xong câu nói đó, em chú ý vào khuôn mặt bạn ấy thì thấy nó đỏ chót. Em liền phì cười và nắm tay bạn ấy đến chỗ ngồi. Sau đó thì không có chuyện gì xảy ra, cứ như bình thường nói chuyện sau đó đi về. Đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt được, cứ suy nghĩ tới lúc trưa hôm ấy. Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng đi học bình thường, nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Suốt cả những tiết học tôi không chú ý nghe giảng, chỉ chú ý tới ánh mắt và cử chỉ của cô bạn cùng bàn. Lúc ở căng tin khi thấy em nói chuyện với những đứa con trai khác, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Sao ngày hôm đó hai chúng tôi trở thành cặp đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau, thậm chí cả hai còn không quan tâm nam hay nữ. Tôi và bạn ấy có những cử chỉ thân mật quá mức bình thường, những buổi đi chơi tần suất càng ngày càng cao hơn. Tới lúc gần thi cuối kỳ 2, tôi quyết định đi tỏ tình em, tự nhủ với lòng rằng đầu năm lớp 12 nhất định mình phải tỏ tình em. Ngày sắp bắt đầu năm học, tôi cầm một bó hoa tới lớp giấu dưới ngăn bàn và thêm một hộp sô-cô-la ở trong cặp. Khi vừa bắt đầu vào lớp, cô cũng thông báo thêm một bạn vừa mới chuyển đến lớp tôi. Hôm nay tôi và cô bạn thân cũng không quan tâm lắm, vẫn nói chuyện với nhau khá say sưa. Nhưng khi bạn nữ ấy bước vào lớp, tôi liền ngẩn người. Thằng bạn thân của tôi cũng đứng dậy và nhìn chăm chú vào cô gái ấy. Đó chính là cô bạn học chuyển trường năm tôi lớp 9, cũng là người tôi theo đuổi trong 2 năm. Ánh mắt của cô bạn cùng bạn thì không vui cho lắm khi thấy tôi nhìn người mới chuyển đến lớp mình. Đôi mắt em nheo lại và nhéo tôi một cái. Tôi liền tỉnh mộng và ngồi xuống. Nhưng thế quái nào cô lại xếp bạn ấy ngồi kế tôi và em. Cô bạn tôi theo đuổi 2 năm tên là Anh Thư, còn người tôi thích hiện đại tên là Minh. Thôi khá ngượng khi hai cô gái cứ lườm nhau. Sau khi tan trường, Minh liền dắt tôi vào một quán cà phê và hỏi Minh Thư là ai, cô ta có quen biết gì với tôi. Với vẻ mặt cực kỳ tức giận, tôi thì cứ giải thích, còn em ấy thì càng ngày càng tức giận hơn. Lúc đó tôi nghĩ đây là ngày tồi tệ nhất. Đêm đó em đã block tôi. Anh Thư thì nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và cũng hỏi là em là gì với tôi mà thân mật vậy. Trong đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định là sẽ tỏ tình em ngay lập tức. Qua ngày hôm, em đã xin cô đổi chỗ và anh Thư đã lợi dụng thời cơ để làm những cử chỉ thân mật với tôi. Em thấy điều đó và không nói gì. Sau khi tan học, tôi đã cố gắng hết sức để bắt chuyện nhưng em không quan tâm. Một tuần sau, tôi bất ngờ được anh Thư tỏ tình. Vì muốn chọc tức em, tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không biết quyết định đó là quyết định sai lầm năm học cấp 3 của tôi. Em thấy tôi và Thư thân mật, em lập tức khóc thất lên và chạy ra khỏi chỗ đó. Tôi cũng định đuổi theo. Bên đó tôi đã nhắn tin và nói là tôi không thích anh Thư. Cô ấy cũng hiểu và quyết định giúp tôi tiến đến với Minh. Nhưng mà mọi chuyện đã quá trễ. Sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy em đi học. Tuy ngày nào tôi cũng cầm bó hoa đến trường, một tháng sau cô thông báo là em đã chuyển trường. Sau khi nghe được tin đó, tôi ngay lập tức bỏ học, đạp xe 20 km đến nhà em để tỏ tình. Khi đến đã bị bố mẹ em đuổi đi và từ đó tôi cũng không còn gặp lại em thêm một lần nào nữa. Có lẽ đây là thứ nuối tiếc nhất năm cấp 3 của tôi.